Chào tất cả các bạn. Buổi trưa nay mình cùng các bạn làm quen với một công cụ khá là quan trọng trong thiết kế và vẽ minh họa. Đấy là công cụ brush trong Photoshop. Trái với pen tool chỉ tạo ra những đường thẳng, những hình tô cứng đúng không? Thì brush nó là một cái bút thiên về nghệ thuật, tạo ra đủ các loại hình dạng, màu sắc linh hoạt và tính năng tùy chỉnh khá là tiện lợi cho các bạn thiết kế, chỉnh sửa với lại minh họa sau này. Ở trong phần mềm Photoshop thì brush có phím tắt là phím B. Nó là cái công cụ brush thân thành công cụ đây. Nó là brush tool. Nhóm công cụ của nó thì bao gồm có bốn công cụ. Đúng không? Phiên bản của mình thì 2CC 2015 thì có 4 công cụ. Thì hôm nay mình cùng các bạn làm quen với công cụ này. Để dựng công cụ Blur thì các bạn chọn công cụ Blur, tạo một layer mới, đúng không? Tạo cho mình một layer mới này. Đấy. Công cụ Blur thì dùng để tô vẽ. Đấy, tô các bạn chọn màu này, chọn màu và tô thôi. Đấy. Cứ kích chuột thì nó thành một dấu chấm tròn, mặc định của nó là cái đầu Blur này khi các bạn click chuột vào và thì nó là mình bấm tròn như này. Đấy, các bạn giữ chuột và kéo thì nó thành một đường thẳng như này. Đường thẳng thì nó hiển thị theo cái đường kéo chuột. Đấy, bạn cần chuột A này, delete đi, mình đang test thôi, đúng không? Vừa đó thì mình có cài đặt các thuộc tính của nó, chiến thanh thuộc tính của nó này, thì bạn cài đặt này và ô này. Ô này thì đầu tiên là ô size brush, tức là độ to bé của đầu brush. Đấy, độ to bé này các bạn tăng lên này, nó là từ 1 đến 5.000, 5.000 là to nhất, đúng không? 1 là bé nhất. Đấy, vừa rồi là mình để tầm tại 180 nó to như này. Còn cái dòng tiếp theo là hát nét, tức là cái độ nhòe của đầu brush hiện tại đang nhòe đúng không, hiện tại nó đang ở 2%, tức là nó nhòe như này. Đấy, các bạn cho nó sắc nét lên, không nhòe nữa thì các bạn tăng lên mình lên 100. Đấy thì nó thành cái hình tròn sắc nét như này, không bị nhòe ra như đốm sáng kia nữa. Đấy, mỗi lần kích chuột là nó ra một hình, ở đây hiện tại nó là hình tròn đúng không, hoặc là vẽ như này. Đấy, như mình vừa làm. Tiếp theo ở dưới là các cái đầu brush đúng không? Brush tạo này, các brush vừa sử dụng này, và các brush ở trong mặc định Photoshop nó cung cấp cho mình, hoặc mình có thể các bạn có thể tải thêm trên mạng về và cài đặt vào, ví dụ như brush mây trời, rồi brush hình con vật, brush hình vân gỗ, brush hình vân đá thì các bạn tải về xong rồi cài đặt vào. Đến cái phần tiếp theo trên thanh brush đây là các chế độ hòa trộn. Các chế độ hòa trộn thì mình chưa đi vào này vội, mình để cho mình chế độ normal, tức là normal là hình như thế nào thì vẽ như thế đúng không, màu như thế nào thì vẽ như thế. Các chế độ hòa trộn thì sau nó hòa trộn với layer bên dưới hoặc như thế nào đấy thì mình tìm hiểu sau cái này. Đúng không? Chứ các bạn nữa. Xóa này đi. Delete đi. Bạn chuẩn D. Đúng không? Tiếp theo là opacity. Opacity thì nó liên quan đến độ đậm nhạt của brush, độ mờ đục. Đúng là dù mình vẽ một trắng như này đang là 100%, đúng không? 100%, mình giảm đi. 50% thì nó mờ đi. Đấy, nó mờ đi như này. Đấy, nó mờ đi như này. Đấy. Tiếp theo là flow. Flow thì nó là độ mờ đục tương tự opacity, nó lại liên quan đến cách mình thao tác. Đúng không? Đấy, cách mình thao tác đây. Đấy, tức là mình đang để 50% này, ví dụ flow mình để 50% như này. Đấy, vẽ như này. Đấy, tức là cứ vẽ là nó đè lên nhau, vẽ nó đè lên nhau. Còn opacity flow 100 này, opacity 50 này. Đấy, opacity là mình vẽ thì nó không đè lên nhau luôn, mà khi mình kích chuột ra xong rồi khi mình thoát ra, tức là khi mình nhấc bút lên mình vẽ lại một lần nữa thì nó mới đè lên nhau. Chứ còn flow thì mình flow nhá, flow là mình cứ cứ vẽ đè lên nhau trong quá trình mình giữ chuột mình vẽ. Đấy, cứ vẽ như này là tự nó đè lên rồi, nó giảm một tí nó dễ này. Đấy, cứ vẽ chuột là tự nó đè lên rồi. Đúng không? Cứ giữ chuột và vẽ cứ nét đè vào nhau là nó đậm lên rồi, chứ không như opacity là mình nhấc chuột lên thì mình mới đè được màu vào, chứ còn trong quá trình mình đang giữ chuột mình vẽ thì nó không đè lên được các cái nét cũ. Đấy, mình phải thả chuột ra mà mình lại kích lại lần nữa thì nó đè lên, đúng không? Thì đấy là cái khác biệt của cái flow và opacity. Đấy, hiện tại để mặc định là 100% như này. Đấy, nào vẽ hoàn thiện. Đấy, còn đây là các chế độ liên quan đến lực nhấn và quay com, đúng không? Cái này liên quan đến quay com này, bạn nào dùng quay com là cái bút mà cầm bút xong vẽ dùng cho bạn minh họa là chính. Đấy, thì mình delete thằng này đi, đúng không? Mình xóa layer này đi, xóa layer này đi. Bây giờ mình đi vào tinh chỉnh, tạo một cái đầu brush để mình thực hiện làm một cái pose giày tan biến. Hiện tại thì mình đang dùng màu tím. Cái pose này, cái giày này thì mình có gửi cho các bạn ở cái phần mô tả video. Đấy, các bạn có thể tải về và thực hành. Cái giày này thì đang là màu cam, nền nó thì mình chọn là một cái nền tím. Có cả nền xanh nhưng mà mình nghĩ là nền tím thì nó hợp hơn. Nền tím này thì sông tố màu của nền tím này đang là, các bạn để ý, bạn nào làm giống mình thì dùng đánh mình thông số màu này vào, nó để nó được cái màu tím đậm như thế này. Đấy, cái giày thì mình tách ra rồi, đây tách ra để riêng vào hiệu ứng tỏa sáng một tí, đúng không? Hiệu ứng tỏa sáng thì hiệu ứng này thì
mình xem tông màu nó là bao nhiêu để các bạn có thể làm giống. Thì ví dụ bảng đây, thông số màu của cái quầng sáng tím là cái này, là thông số này. Ok, hiện tại nó đang động, đang mạnh quá nhưng mình giảm một tí, đấy, cho mờ mờ một tí thôi, tức là cho nó có không gian thôi, đúng không? Để cái nền bề không cái này nhìn nó cứ buồn buồn đấy. Thế thì hiện tại mình sắp xếp vào cái khổ thiết kế của mình, image này tiến tắt là cần chuẩn xếp đi ngắn, để mình xem thông số hiện tại của cái code này đang bao nhiêu. Code này mình đang để là 2400 nhân 1200 pixel đúng không? Resolution đang là 72 pixel trên inch. Đấy. Nó làm giống mình thì là theo thông số này đúng không? Hoặc là mặc định các bạn làm cho mình một hình chữ nhật chiều dài gấp đôi chiều cao là ok. Bây giờ đi vào công cụ B nhé. Đây, công cụ B thì nó hỗ trợ cho phép mình tạo được cái nét bờ đất để mình có thể sử dụng. Ví dụ một cái luôn, mình tạo một layer mới, mình dùng công cụ pen tool, mình đi một cái nét như này, đi một nét hình đa giác. Đó. Đấy, xong mình cần chọn enter, biến cái path thành vùng chọn, xong mình dùng công cụ gradient, gradient mình chọn tô từ đen về trắng đúng không? Sau bạn kéo cho mình là gradient như này, đấy. Kéo cho mình thật đậm lên một tí. Đó. Quan lưu cho mình là cái đầu bờ đất được tạo ra, lưu ý là phải đen 100%, tức là cái màu đen phải là đen nhất. Thì khi mình chọn các cái màu sắc thì nó mới là hỗ trợ 100% màu, chứ bạn mà chọn các cái màu khác ngoài màu đen ra như kiểu là màu màu nào nó có độ sáng nó thì khi mình tô ra nó bị mờ, nó bị nhạt đúng không? Cho nên yêu cầu cái này là các bạn tạo cho mình là một cái màu đen, nhưng mình hiện tại tạo thành một cái hình dạng dạng khối, cho nên là mình gradient nó từ màu đen nhé. Mình không để màu trắng như này đúng không? Bạn nào tô từ đen đến trắng như này khi tạo một cái đầu blur thì nó bị thủng đúng không? Cái phần trắng nó bị thủng này, nó chỉ hiển thị mình phần đen thôi. Nên trong quá trình kéo thì mình kéo cái phần đen này dài ra một tí cái này, đấy chỉ hiển thị tí màu xám ở đây thôi, tức là đen xong đến xám thôi, màu trắng mình bỏ đi đúng không? Cho mình Ctrl D mình bỏ chọn này, xong mình giữ Alt+F này, mình kéo đây copy đúng không? Mình Ctrl T mình lật lại thì mình tạo thành một cái khối, tạo thành một cái khối đấy, một cái khối dạng dạng như này. Xong mình giữ Ctrl T này, còn giữ Ctrl thu vào này cho mình đấy, để tạo cảm giác cái khối nó hứng đúng không, nó không theo một quy luật nào đấy. Xong mình chọn hai đối tượng này, hai layer của hai cái này này đấy, hai cái này mình nhấn Ctrl E để hàn hai thằng vào nhau, nhập hai thằng làm một. Xong mình cắt vát đây đi một tí nữa đúng, cắt vát thì đây đi thêm một tí nữa đấy, cho nó thành một hình đa giác đi. Vừa rồi nó đang hơi sắc quá, mình delete đi là xong. Đấy là coi như mình được một cái hình gọi là thiên thạch đi đúng không, coi như một cái hình hòn đá đi, thiên thạch đi. Cái này mình cắt đi một tí nha, hiện tại nó đang nhọn quá này, mình cắt đi một tí. Nói chung là mình đấy, Ctrl Enter delete đi, như này là xong. Đấy bây giờ tạo bờ đất như thế nào? Tạo bờ đất thì sau khi có hình đối tượng như thế này rồi, sau khi có một cái hình đối tượng hòn đá mình gọi là hòn đá như này rồi, thì các bạn giữ Ctrl kích lên cho mình. Đấy, sau đấy các bạn vào cho mình menu edit Define Brush Preset để tạo một cái đầu brush đúng không? Mình đặt tên nó là thiên thạch đi đúng không, gọi là thiên thạch đi, tức là thiên thạch đang bay từ không gian và tạo thành cái dày đúng không, kiểu kiểu thế, chất tức là chất liệu tốt. Enter đúng không, đặt tên rồi. Xong mình Ctrl D mình tạm thời mình ẩn cái này đi, cái này là sau khi mình tạo xong rồi thì tạm thời các bạn ẩn đi hoặc là xóa đi, nhưng mình tạm thời mình ẩn đi. Đấy, tiếp theo mình tạo một layer mới ở trên layer cái dày này, lần nằm lên trên cùng, Ctrl Shift Alt N thấp tạo layer mới, hoặc các bạn kích vào đây cho mình đang tạo layer mới đúng không. Xong vào công cụ B này. Đấy, hiện tại khi mình tạo xong mình vào công cụ B thì nó hiển thị cho mình luôn cái đầu vào đất đây. Rồi mình tô thử nha, mình chọn một cái màu cam của cái giày này đi đấy, 100% nhé các bạn, cho mình 100% này, color 100% này, đúng mình cứ kiểu là mình tô đấy, mình tô nó ra cho mình các cái khối như này đúng màu cam luôn đúng không? Các bạn thấy không, cái phần đen này thì nó hiển thị rõ nhất này, còn các phần tím mờ mờ đó nó bị mờ dần này, nó bị ăn vào cái nền tím đấy. Cho nên các bạn là sau khi nhớ là tạo vào đất cho mình là luôn để mặc định là đen nhất có thể đúng không? Còn tùy trường hợp các bạn sử dụng bờ đất đấy là khối khiết như thế nào thì các bạn chuyển độ, nhưng mà chuyển sáng nó đừng chuyển trắng nhiều quá nó bị thủng đi. Đấy, nó tạo cái bờ đất của mình nó bị nó không được sắc nét đúng không? Nó bị mờ. Đấy. Mình xóa này. Bây giờ mình muốn cho các viên đá nó bay từ đây. Các viên đá nó bay từ đây cho nó tụ thành cái dày này. Đấy, thì bây giờ mình là cho cái đầu bờ đất nó bé một tí. Đầu bờ đất bé đi thì nó để cho đầu bờ đất bé đi thì các bạn có nhiều cách đúng không? Cách đầu tiên là các bạn như mình nói rồi, các bạn kéo cái thanh size ở đây. Đấy, để tăng giảm cái đầu vào đất đấy, tăng giảm đầu vào đất này cho to ra này đấy, to ra này, hoặc các bạn chuột phải đấy được, nó cũng hiện cái bảng này lên để mình to, các bạn cho to như này đấy. Cách thứ hai là các bạn sử dụng phím tắt ngoặc vuông bên tay phải và bên tay trái trên bàn phím, đây ngoặc vuông bên tay trái này, nhớ tắt cho mình việt key đi đúng không, tắt mình việt key đi hoặc để tiếng Anh đấy. Thì các bạn đấy, trong quá trình thao tác các bạn nhấn bấm phím ngoặc vuông bên tay trái thì đầu vào đất nó bé vào, ngoặc vuông bên tay phải thì nó to ra đấy. Còn cách mình hay sử dụng là mình kết hợp với phím Alt+F
đúng không, giữ antalet và chuột bên phải, giữ đồng thời antalet và chuột bên phải, xong mình kéo chuột về bên trái đúng không, để chuột ở bên trái thì đầu bờ đớt nó bé lại, kéo bên phải đầu bờ đớt to ra đúng không, kéo lên trên thì nó nhòe, kéo dưới thì nó bớt nhòe đi đấy, kiểu kiểu như thế đúng không. Cái đớt mình tạo thì đa số nó không nhòe, cái độ hát nét này này, các bạn ý là cái độ hát nét này tùy từng bờ đớt, nếu bờ đớt tròn thì nó có độ hát nét này, còn cái bờ đớt mà mình tạo ra ấy, thì nó không có đúng không, tại vì nó không can thiệp được vào các cái vật thể phức tạp thì nó không nhòe ra được đấy, còn cái bờ đất nhòe hoặc mặc định như thế này thì tất nhiên là có này. Đây mình vừa tạo là cái này đúng không, 329 này, nó không chứa được nhòe đấy, đâm ra khi mình giữ cần đôi mình kéo lên nó lại thành opacity đúng không, cái độ mình kéo xuống cái độ opacity này thì cái độ mờ đục của đầu bờ đất thì các bạn có thể sử dụng cho mình phím, đang ở công cụ B nhé, sử dụng các bạn phím số chẳng hạn, ví dụ 5, nhấn phím 5 là 50%, đây 50% này, nhấn phím 9 là 90%, nhấn phím 0 là 100%. Đấy. Đấy nhưng mình tạm mình để 100% đi, tại vì mình đang làm nó rõ nhất. Đấy. Chứ là mình đang đang tô vào cái dây rồi. Đó. Rồi mình đã không tô layer kia mà tô vào layer dây nên tạm thời mình dùng lasso tool mình xóa tạm thời cái này đi. Bây giờ mình vào cài đặt brush nha. Vào cài đặt brush để mình thao tác này, cài đặt brush thì các bạn vào cho mình cái panel này hoặc là phím tắt là phím F5. Đấy thì nó hiện cho mình cái bảng này. Cái bảng này thì mình cài đặt các thông số như sau, đúng không? Mình thu lại một tí này. Cài đặt các thông số này. Đầu tiên đó là size brush này. Đúng không? To bé này. Đúng không? Tức là độ xoay của brush này. Đây là khoảng cách nha. Spacing tức là khoảng cách của từng cái nét brush. Đây mình giữ chuột mình kéo này, đấy khoảng cách nó thưa ra. Đấy, như này. Đúng không? Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z. Vẽ trên layer mới này. Đấy. Đấy. Đúng không? Đấy. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Còn đây là cái chiều xoay của đầu brush. Đúng không? Đây là chiều xoay của đầu brush này. Đấy. Đây là bóp bẹp brush này, cho nó bẹp bẹp xuống này. Các bạn kích lên nó bẹp xuống. Đúng không? Đây, cái thông số này. Bóp theo thông số và các bạn bóp theo cái hình này. Các bạn kích chuột bằng bóp lại để thay đổi mặc định, tùy chỉnh. Thì đây là cái ai của brush là mình tùy chỉnh can thiệp vào sâu rồi vào cái nét brush. Đấy. Các thiên thạch nó bay tứ tung như này, đấy nó xoay như này. Trong quá trình mình điều chỉnh các bạn để ý cho mình ở cái phần ô hiển thị này. Đấy là cái ô nó hiển thị các cái thông số mình thay đổi. Rồi, nhưng mình không can thiệp vào cái đầu này nha, cái đầu này mình để mặc định, các bạn can thiệp cho mình vào cái này. Shape Dynamic, tức là chỉnh sửa độ to nhỏ của đầu brush trong cùng một nét brush, đúng không? Hiện tại đang đều nhau nha, trong cùng một nét là như này, nó đang đều nhau như này. Đấy, bây giờ mình vẫn cho to bé khác thường. Đấy, không cho nó đều nhau nữa thì mình kéo thành hành lên. Đấy, các bạn ý phần này nha, nó đang to bé khác thường này. Đấy, sau quá trình kéo này. Đấy, có đầu brush to, đầu brush bé này. Đấy, nhưng mà nó vẫn đang đều nhau, nó không muốn xoay, các bạn muốn xoay ấy. Xoay như thế này. Angle jitter này, đấy cho nó xoay này, xoay tứ tung lên, ngẫu hứng hơn, đúng không? Thiên thạch ở ngoài vũ trụ thì nó không theo một cái đường lối nào hết, đấy, nó thích là nó quay bên nào nó quay đúng không? Thích xoay bên nào nó xoay. Đấy, các bạn thấy hai thông số này, đấy, hai thông số này. Đấy, còn các cái này thì các bạn kích vào đây thì nó lật, đấy, các cái thông số lật theo trục dọc trục ngang, đấy là theo trục dọc trục ngang. Cái này các bạn kích vào cũng được. Đấy. Cái thông số mình cần quan tâm tiếp theo đấy là cái thông số độ tỏa của cái bờ đất, tỏa của cái nét bờ đất ra. Hiện tại đang nằm trên cùng đường thẳng như này. Đúng không? Hiện tại nó nằm trên cùng một đường thẳng này. Đấy. Hiện tại nó nằm trên cùng một đường thẳng. Thì bây giờ mình cho nó tỏa nó ra. Đấy, các bạn đẩy cao cái scatter này, scatter link tức là độ tỏa, độ lan tỏa ra. Đấy. Thì nó không nằm trên đường thẳng nữa mà nó tỏa ra khắp nơi. Đấy. Đây mới là cái thiên thạch đang bay này, mỗi cái một nơi đúng không? Cái xa, cái gần. Đấy. Còn đây là cái độ dày đúng không, bạn nào cho nó hiện tại đang thưa này, muốn cho nó dày hơn mà độ nó nhảy hơn thì bạn kéo đây đấy, mà độ nó dày hơn đấy đúng không, nó kiểu đá thạch anh ấy. Rồi thì hiện tại là trong đối với cái bài trực tiếp cái bài này thì mình không cần độ tỏa lắm, mình chỉ cần các bạn cài đặt lên cho mình là độ xoay là một này, đấy độ xoay đúng không, cài đặt cho mình độ xoay là cao gồ chỉ tờ xoay lên một tí này, cái chấm bút to bé thì nó đẩy cao mình lên tầm này. Đây là chất liệu của bài lớp đúng không, thẻ tiếp theo chất liệu này. Thẻ này là thẻ sử dụng song song hai brush với nhau này. Cái này thì mình ít sử dụng nên mình chỉ nhắc qua thôi. Đúng không? Cái tiếp theo là cái color dynamic tức là cái màu sắc của cái brush này. Màu sắc thì các bạn nhớ là trong quá trình chọn cái thẻ này các bạn check vào đây ấy. Đấy. Thì check vào tức là chọn nó, nhưng mà để thay đổi được nó thì các bạn phải check trực tiếp vào cái chữ này. Đấy, thay đổi được đầu brush. Hiện tại nó có một là foreground and background. Tức là khi mình kéo thanh này lên thì hai cái đầu brush nó trộn giữa cái này với nhau, hiện tại mình cho màu vàng như này. Đấy, tức là khi mình kéo này lên thì nó chọn giữa màu foreground là màu vàng và màu background là màu cam để cho ra một cái màu, đấy, một cái màu trung gian như này. Đấy. Đấy, nó chọn như này, đúng không? Nó trộn hai màu này với nhau. Còn khi mình kéo cái thanh hue saturation này lên ấy, thì nó chọn thành bảy sắc cầu vồng, nó đủ các màu luôn.
đấy, phủ các màu, đấy, màu nặng có, đấy, ở dạng trong cái giải màu hưu ấy, màu nặng có luôn, đấy, nhìn rất là đa dạng đúng không, đủ các cái viên đá sắc màu. Rồi bây giờ mình kéo này xuống, coi như đây mình làm quen mình không sử dụng cái này nha, mình sử dụng cái này, chan phơ. Chan phơ đây là gì? Chan phơ đây tức là độ opacity, tức là cái độ mờ của từng đầu vào đất một. Đấy, hiện tại mình đang để như này. Đấy, mình can zona mình xóa cái độ này đi. Đấy, mình can zone D này. Đấy, cái máy này lỗi nó cứ caro cái vùng chọn. À, các bạn chọn chan phơ đúng không? Vừa rồi mình để thông số này mà định là không thì mình cứ dùng màu cam nha, mình đưa màu cam lên trên. Đấy, mình cứ vẽ như này thì tất cả đều bằng nhau hết. Đúng không? Nhưng mà khi mình kích vào cái ô opacity editor mình kéo lên trên đấy thì các bạn ý nhé, đây có cái mờ cái rõ này, có cái nó giảm opacity đi, cái thì nó rõ ra đây, đấy có cái mờ cái xa đấy, có cái mờ cái xa nên kiểu cái này bay xa ấy, cái này bay gần như này đấy đúng không. Tức là các bạn chỉ cần quan tâm cho mình bốn thẻ thôi. Thẻ đầu tiên này, cái tab đầu tiên là shape dynamic này, tức là này, điều chỉnh độ to nhỏ của nét brush của từng chấm trong nét brush đúng không, của từng chấm một, cụ thể đây là từng cái thiên thạch một đấy. Cái thứ hai là độ lan tỏa của brush là scattering đúng không. Cái thứ ba là color dynamic, tức là thay đổi màu sắc của các chấm nét brush, và cái thứ tư là transfer, tức là thay đổi độ mờ đục của từng chấm nét brush. Còn các cái này thì các bạn không quan tâm đến đâu đúng không, ít sử dụng thì mình không nói đến ở đây đúng không. Còn các mặc định cái này thì nó không có cái thuộc tính, mình chỉ check vào đây thôi, tạo noise các kiểu này, màu nước này đúng không, smoothing tức là làm mịn này thì mình check vô này thôi, các ok mình không check nha. Đây hiện tại cụ thể với cái bài brush này thì mình chọn đầu tiên là shape dynamic này đúng không. Scattering có thể là mình không chọn đúng không? Mình để cho nó thẳng cái này để mình chấm tùy chọn. Còn transfer thì mình để nó mờ mờ tí như này để cho nó có cái xa cái gần là xong. Đấy. Rồi. Bây giờ mình xóa thằng layer này đi. Mình tạo thằng layer này. Nó tạo layer mới để bắt đầu mình trực tiếp thực hiện bài này. Để mình thực hiện bài này nhá, mình zoom gần vào, đúng không? Zoom gần bằng giữ Alt Left và lăn chuột lên. Đấy. Thì hiện tại mình muốn là cái đầu cái các thiên thạch bé thì nó nằm xa xa đây, bắt đầu gần to to dần vào đây là nó to ra. Đúng không? To dần vào đây. Thì hiện tại là cái viên này đang bé đúng không? Mình đặt một cái đây. Đúng không? Viên này to thì mình đặt gần vào đây. Đấy, viên này to mình cứ đặt gần vào đây. Cái viên này to các bạn cứ đặt gần vào cho mình. Đấy, viên này to này. To này. To này. To này. Đấy, cái này hơi mất thời gian một tí. Đấy, ngồi điều chỉnh thì nó tiện hơn. Đấy. Rồi, đúng không? Cái to bé thì là do mình làm ở đây nhá. Cái to bé thì do mình thích vào cái này nhá. Chứ bạn nào mà không thích to bé thì lại kéo lại như này. Xong điều chỉnh mặc định. Mình thích điều chỉnh mặc định như này. Đấy. Mình giữ như này, mình cho nó bé vào như này. Đấy, bé như này, cho nó bay xa xa một tí đúng không? Các viên mình cho nó bay bay xa xa một tí. À rồi mình chỉnh cái transfer này đúng không? Mình kéo lại cái phần này nha. Đây, shape dynamic cơ. Đấy, cái phần nó bé như này này. Đấy, tức là mình cho nó vừa vừa thôi, mình tùy chỉnh thủ công một tí để cho nó đẹp bài mình nó ổn hơn. Đấy. Tức là đối với màu vàng thì nó bay màu vàng vào đây, còn cái đấy màu trắng thì các bạn cho màu trắng vào đây, còn một tí màu xanh nó chuối các bạn cho bay vào đây. Đúng không? Đây cả cái màu vàng mình cho bay từ đây vào. Bay từ đây vào. Bay từ đây vào. Tức là thưa dần nhá. Cho nó bé một tí này, cho bé tí một tí, nó bay tí từ xa này vài cái. Đấy, cho vài cái đây, thiên thạch nó nát ra. Đấy, các bạn cho bay vào đây, nát ra. Lại cho to lên một tí này. Đấy, cho to lên một tí. Đấy, cái xa cái gần nhìn khá là ok. Đúng không? Về đây nữa. Đậm dần vào đó, mật độ nó dày hơn để nó tạo thành cái dày này. Tạo thành chất liệu của cái dày này, đúng không? Đến đây thì mình phát sinh thêm một cái nữa là mình phải che cái phần này đi. Tức là trong quá trình nó tạo thành thì các cái phần này nó chưa hoàn thiện được cái dày, cho nên các bạn phải dùng cái layer mask, các bạn xóa các cái phần chưa hoàn thiện của dày đi. Thì hiện tại cái dày nó hoàn thiện này, mình tạo layer mask này. Đấy, mình chọn màu đen này, mình tô cái brush này luôn, mình dùng brush này mình tô luôn. Đấy. Cái phần này thì các bạn tùy chỉnh nhá, mình lại muốn cho nó to nhỏ khác thường thì mình tùy chỉnh vào trong cái này. Đấy, 100% này mình che tạm như này. Đấy, mình che tạm đi. Đấy, trong bên này 100%, ok, bây giờ mình che tạm đi, 100% là nó xóa đi đúng không? À, ở cái phần này thì các bạn ý cho mình là ở cái phần transfer thì mình không cần cái này, mình không cần cái mờ cái rõ đúng không? Mình để 100% luôn, hiển thị 100% nét luôn để mình xóa cho nó thủng luôn. Đấy, nó thủng luôn cái dày đi. Đấy, cái dày này thủng nó mới chuẩn này. Đấy, tức là cái dày nó đang được hình thành, nó tạo dần từ đầu mũi dày về đây. Đó, cho nó to lên một tí này. Đấy. Tức là càng bé thì nó càng sâu vào trong, đúng không? To thì nó vành ra ngoài. Đấy,
thua cho nó kín kín hơn một tí. Đấy, cái này thì mình cắt cắt đi một tí, đừng sâu quá đúng không? Tí mình cho vài cái hình xanh xanh nó bay vào đây nữa. Ok rồi. Hãy cho lẹo đi một miếng to đi. Đấy, tức là càng càng xa này thì nó càng nát ra đúng không? Là dần nó tụ dần là thành cái dày. Đấy, nó đang đang nát dần ra đấy, nát dần ra. Đúng không? Nát dần ra này. Nó bé bé vào một tí này. Tùy chỉnh linh hoạt, các bạn làm chưa quen có thể là nó hơi bị nó chậm. Không, nhưng mà mình làm quen thì nó nhanh dần lên. Đấy thì mình đang cho cái này nát dần vào. Đúng không? Bay dần vào cái dày. Đấy, nhìn xa khá là ổn, hãy tạo thành cái dày. Phần trắng mình nó trắng này, cái này nên dùng màu đen thì hay hơn, cái khối này nó hơi hơi khó đúng không? Rồi coi như cái dày đang nát tương đây rồi đúng không, cái đầu mũi dày là được đấy. Tiếp theo mình lại quay lại cái layer màu vàng cam này, mình dùng lại màu vàng cam đấy, vẫn dùng lại màu vàng cam của cái dày này đúng không, vẫn đặt vào cái tùy chỉnh này, chỉnh cho mình cái chanfer này lên để cho cái có cái nét, có cái chấm bút, hai chấm bút gần đúng không, cái mờ cái tỏ ra cho nó đẹp đấy. Chấm tiếp vào đây, chấm tiếp vào này, nát nát vào này, chấm tiếp vào đây đấy. Xong mình chọn cho mình màu này lên, chọn mình màu xanh lá cây đúng không, đưa màu này lên này, dùng công cụ adjust tool này chọn mình màu xanh lá cây là màu này đấy, để mình có thể chấm tiếp các cái vùng này. Tặng mình layer mới nha, khi có màu mới thì các bạn tặng mình layer mới, cần chọn ship n đấy, chấm mình cái màu xanh vào đây, chấm cho mình cái màu xanh vào đây sáng sáng một tí cho nó đẹp, chấm màu xanh vào đây tạo thành các đốm này đấy, các đốm này nó bay nó tạo ở đây đúng không. Ở trên chân nó cũng có một 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 cái đế này nữa, các bạn tạo cho mình một layer mới tiếp, cần cho ship n đấy. Đấy, nó bay vào đây, nó bay vào đây đấy, bay vào đây đúng không? Nào rõ thì đè lên trên cái kia để nó tạo thành cái đế dày này. Đấy, thi thoảng cho vài cái nó lẫn màu vào nhau thôi, nhưng mà đừng lẫn nhiều quá. Đấy, cái này bé thì cho ra xa hơn một tí. Đây, cái này bé thì bé quá. Đấy, tạo thành cái dày. Tiếp theo là màu trắng. Màu trắng các bạn tạo thêm một layer mới nha. Cứ có màu mới là tạo layer mới. Dùng công cụ Adjust Tool chọc màu trắng này. Đấy, dùng màu trắng lên đấy vẫn được. Đấy, đẩy cao một tí. Đấy, màu trắng này. Rồi màu trắng này, màu trắng là cái đế dày đúng không, màu trắng thì mình cái titer này, mình opacity titer này mình cho nó giảm đi một tí đấy, các bạn tùy chỉnh cho nó hợp lý đấy. Đấy, cái nào to thì cho vào đây, màu trắng trong dưới cái màu xanh thì ok hơn đấy, màu xanh đè lên trên ok hơn đúng không. Cái này thì tí mình căn chỉnh lại là ok. Các phần gần thì các bạn cho cái phần jitter nó rõ ra đúng không, các phần xa thì mới cần jitter nó mờ. Cho một hai cái chạy lên trên này đúng không, nó ngẫu hứng lên trên rồi. Đấy, tiếp theo là mình cho phần jitter này nó mờ lên một tí để mình làm các cái hiệu ứng ở xa đúng không, mà cho bé hơn một tí, cho bé hơn một tí như này đấy, cho nó mờ nó xa như này thì nhìn nó hợp lý hơn đấy, cái xa tít một khơi đấy. Rồi đúng không, thì đây là đang tạo cho mình cái cảm giác là cái dày nó đang được ghép thành từ các cái thiên thạch, nó tạo thành một cái dày đúng không, nên một dòng dày sử dụng chất liệu khá là đặc biệt đấy. Có cái phần có thêm cái phần logo Nike đây, mình tạo một layer mới này. Đấy, mình dùng màu đen này, dùng công cụ brush này, mình giảm này đi một tí này để cho nó không bị nhòe nhiều, nó không bị mờ nhiều này, mình tăng này lên một tí, mình chấm vài cái vào đây, tức là màu đen của cái logo mình chấm vài cái vào đây
Đấy, chất liệu tạo nên logo là đá đen chẳng hạn. Đấy. Đá đen này. Đấy, đúng không? Mình nghĩ như này là khá là ổn. Nhìn khá là không gian. Đúng không? Cho mình group lại một tí này, mình group lại này. Không, mình cần không group mà mình cho tất cả các layer mình kéo xuống thấp một tí. Rồi. Đúng không? Tức là cái giày này đang phi. Nếu mà nào mà thấy cái phần là phần tỏa sáng này nó rõ quá, các bạn cho mờ đi một tí. Đấy, nó mờ đi một tí hoặc cho nó thu bé lại cũng được. Tôi không cần thu bé, này là ok. Đúng không? Nó tạo thành hình cái giày. Đấy. Có cần cái màu màu neon này không? Mình nghĩ là không cần, thì tới đây thôi là ok, đúng không? Tức là trong cái hình này, hình to nhất là cái hình mảng vàng này thì được tạo thành cái đá thiết thạch to, đúng không? Bạn nào cẩn thận thì có thể là tạo cho mình mỗi cái màu là một hình dạng viên đá khác nhau. Hiện tại thì mình đang dùng chung một cái cho nhanh, đúng không? Còn cách tạo thì các bạn tạo tương tự cho mình là được. Đấy, cứ tạo tương tự cho mình các cái mẫu giày, thế là ok hơn, đúng không? Tiếp theo thì mình làm một cái cho một cái đường line, đúng không? Cho một cái đường line bao quanh cái giày này, hình lò xo, đúng không? Ví dụ mình vẽ minh họa luôn này. Mình phát ra luôn, tạo layer mới nha. Nếu mà tao chọn cho mình một cái bờ đất bình thường thôi, đấy, bờ đất màu bình thường này thôi, chọn cho mình màu vàng hoặc màu trắng nhạt nhạt thế này cho bé như này. Đấy, bây giờ mình muốn tạo thành một cái đường line nữa, nó bao quanh cái giày như này. Đấy, bao quanh cái giày như này. Đấy, bao quanh cái giày như này. Đấy. Đấy, bao quanh cái giày như này. Đấy, đây gọi là nét phát thôi, đúng không? Đây mình đi bằng chuột thì tất nhiên là không được mịn và đẹp lắm. Bây giờ mình phải đi bằng pen tool, đúng không? Các bạn phải đi bằng pen tool, đi bằng pen tool sau đấy cho mình kết hợp với brush để chạy theo cái đường pen tool mình vừa đi. Thì đấy là một cái tính năng mới của cái công cụ brush kết hợp với pen tool nhé. Bây giờ mình xử lý luôn. Mình trước tiên mình dùng trước tiên đi pen tool thì mình các bạn xử lý cho mình, các bạn tạo cho mình cái nét, các bạn cài đặt cho mình brush. Đấy, brush thì mình dùng màu màu vàng, màu vàng sáng này đi. Hoặc màu vàng này đi, đúng không? Màu vàng sáng này. Đấy, mình cứ thử test ở đây. Tạo layer mới này. Sau cài đặt thì mình cứ test ở đây xem như nào. Đấy, 100% này. Ctrl Z này, mình nghĩ là màu màu cam sáng thì ok hơn không? Màu vàng à, đây. Đây màu sáng như này đi. Đấy. Nét bờ đất thì cho bé hơn, ví dụ đang 16 thì mình giảm đi một tí, đang đang khá là to này, mình giảm đi một tí bằng công cụ hoặc vuông bên tay trái này, giảm xuống tầm tầm 10 thôi, 11 đi. 11, đúng không? 11, 12 được. Enter 12. Đây tầm này là vừa. Đấy. Rồi bây giờ mình dùng công cụ pen tool nhá. Xóa tạm này đi. Đấy, máy đang hiển thị lỗi là cái dàn hình gado khó chịu này. Mình dùng pen tool mình đi này. Đấy các bạn dùng công cụ pen tool. Đây pen tool này, các bạn đi cho mình đường như này. Đấy, nó đi từ ngoài vào, đúng không? Cong như này. Đấy, cong lên như này. Cong lên như này. Pen tool thì mình có clip hướng dẫn rồi, đúng không? Các bạn thể tham khảo ở đấy nếu bạn nào chưa tìm hiểu công cụ pen tool. Pen tool thì sử dụng khá là hiệu quả và phổ biến trong thiết kế, cho nên là các bạn nhớ là luyện cho mình thành thạo cái công cụ này. Đấy. Và thiết kế nào mình thấy mình sử dụng đến công cụ pen tool, đúng không? Thiết kế hay chỉnh sửa nào mình sử dụng đến công cụ này. Đến đây thì các bạn là giữ Alt Delete này, cho nó ngắn lại một tí như này. Đấy, cho nó uốn ở đây thôi. Đấy, cho nó cong đây tí cũng được. Đấy. Thì việc công việc của mình là cho cái đường brush, đường B này nó chạy theo đường pen này. Đấy, mình ẩn tạo cái đường phát ở dưới đây nhá. Đấy, đường phát rồi mình ẩn tạo đi. Mình dùng công cụ B. Đấy, mình dùng lại công cụ pen này, mình chuột, các bạn chuột phải vào cho mình, chuột phải vào này, xong rồi chọn chalk path, đúng không? Đang ở công cụ pen, các bạn chuột phải chọn chalk path. Đấy, chọn cho mình là mặc định thì nó đang là cái tool này gì, là các cái công cụ chạy theo đường path này, tức là nó dựa theo đường path này nó tạo, nó vẽ ra. Đấy, thì các bạn chọn cho mình là vở đớp chạy theo đường pen tool, xong kích cho mình ok. Đấy, xong bạn nhấn mình enter lần nữa để nó xóa cái đường 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 path này đi, nó đang có các bạn này, enter này, xóa đường path này đi. Đấy, đúng không? Thì mình được một cái đường path chạy bao quanh cái giày như thế này. Đấy. Mình quay lại nhá, mình Ctrl Z lại này, Ctrl Z lại này, Ctrl Z lại này. Đấy, mình quay lại cái phần B nhá. Tại sao nét của mình nó nhọn hai đầu nhá? Đây nó nhọn hai đầu như này. Nó nhọn hai đầu như này này. Đấy, nó nhọn hai đầu như này. Đây nó nhọn hai đầu như này. Mà một số bạn vẽ thì nó không nhọn mà nó lại thẳng tưng ra, nó thẳng như thế nào? Mình vào cái phần này, bây giờ ở cái phần Shape Dynamic, đúng không? Ở cái phần Shape Dynamic này,
ở phần shape dynamic các bạn chọn cho mình cái phần cho nó thẳng nhá. Ở cái phần control này các bạn chọn cho mình là pen pressure, tức là nó hiển thị lực nhấn của cái brush này là dùng cho bạn vẽ quay com ấy. Thì thường thường hai đầu nó nhọn xong ở giữa nó đậm lên, đúng không? Nó như kiểu sợi tóc ấy. Đấy. Bạn nào mà không chọn cái này, giả dụ mình không chọn nhá, mình chọn là off. Đấy, mình chọn off, bắt đầu mình quay lại Ctrl Z lại này, Ctrl Z lại cái phần có đường pen này. Đấy, mình dùng pen P nhá, chuột phải vào này. Chop path này. Đấy, chọn brush này. Ok, đấy, các bạn thấy không? Cái đầu nó đều chạm chạm luôn, nó đều như sợi bún luôn. Đấy, đúng không? Cho nên là trong quá trình vẽ các bạn cài đặt brush, các bạn kích cho mình vào ô này. Đấy, brush này. Check cho mình vào cái ô shape dynamic này, ở cái phần control check cho mình là brush pen và dashua. Đấy, tức là hiển thị lực nhấn. Và các bạn dùng công cụ P chuột phải cho path. Đúng không? Check cho mình cả ô và ô này nữa. Smilet nữa, dashua này nữa để nó hiển thị nhọn hai đầu. Đúng không? Nhấn ok. Đấy là nó nhọn hai đầu. Enter là xong. Đấy là mình được một cái đường bao quanh. Cái đường bao quanh này thì hiện tại là nó cái dây nó phải chui vào giữa đường này, cho nên các bạn phải xóa cho mình các cái đường, một đường này đi, bằng cách là tạo cho mình mặt nạ, đúng không? Vẫn tạo mặt nạ để tạm thời xóa tạm thời đi. Đấy, không để cao lên, dùng hết màu đen che vào đây đi. Đấy, che vào đây. Đấy, là tạm thời mình tạo cho mình cái cảm giác là cái dây đang chui vào trong giữa cái vòng này. Đấy, vòng chui vào trong giữa cái vòng này. Đấy. Đúng không? Bây giờ muốn cái vòng này nó phát sáng, ví dụ bạn nào muốn cái vòng này nó phát sáng chẳng hạn, muốn phát sáng chẳng hạn thì các bạn ạ, giữ control cho mình, đúng không? Tức là mình vẫn đang dùng công cụ cơ bản nên mình chưa đi vào các cái hiệu ứng phát sáng bình thường ở đây, mình giữ, các bạn giữ control cho mình vào đây. Đấy. Các bạn vào menu select mở rộng vùng chọn ra, modify expand ra tầm 2 thôi, ok, đúng không? Cho tạo cho mình một layer mới ở dưới cái layer đường này. Đấy, control shift n này, shift F6 này cho mình tầm 3 thôi, đúng không? Xong tôi cho mình màu trắng này. Đấy, thì nó được cái đường nhòe ở dưới. Đấy. Đường phát sáng. Mình nghĩ là 3 không không ăn thua cho tầm shift F6 này. Tầm 5. Đấy, tôi cho mình màu trắng lên. Đấy là nó nhòe hơn ra thì cảm giác cái đường này nó được phát sáng ra. Đấy. Phát sáng ra thì các bạn thể chọn cho mình màu hồng này đi, nghe cho nó hợp lý hơn, thử mình thử màu hồng nhé. Hoặc là hồng sáng hơn, màu hồng, hồng này đi. Đấy, cảm giác cái đường là phát sáng hơn. Đúng không? Nhưng mà cái đường này nó phải chui như cái dày như vừa rồi, nó phải có mặt nạ như này, đúng không? Thì các bạn làm như thế nào? Các bạn group thằng này vào, group hai thằng này vào, tức là group cả cái phần ánh sáng và cái phần đường chính này, group làm một, đúng không? Group làm một. Đấy, xong mình các bạn click vào đây để xem các cái đối tượng bên trong cái group này, và giữ chuột, click chuột và giữ kéo cái mặt nạ lên đây để nó tác động lên cả cái group luôn. Đấy, tức là group này đang gồm có hai cái đường thì cái mặt nạ này tác động lên cả hai luôn, mặt nạ tác động lên cả trong cái group này luôn, đúng không? Rồi. Đấy. Bây giờ mình muốn cái đường này nó mờ đi một tí, đường này nó mờ đi, tức là về ở xa xa nó mờ đi, thì các bạn lại dùng mặt nạ này, vẫn vào mặt nạ này, các bạn dùng cho mình công cụ G này, tô từ màu đen đến trong suốt này, các bạn kéo cho mình từ đây. Đấy thì đường nó mờ dần đi, thì kiểu nó ăn vào không gian luôn đấy. Đấy, nó mờ dần đi. À, xong. Đúng không? Cái đường này mình cho mờ đi một tí này, tại vì nó nằm ở xa này, đúng không? Mình cho đầu đất to ra một tí này, cho độ nhòe đi một tí này. Cho nhòe đi, đúng không? Cho nó nhòe đi. Đấy, cho nó nhòe đi. Cho nó nhòe mình để tầm opacity tầm này thôi, 30%, cho nó hơi mờ mờ đi một tí. Đấy, tức là nó nằm sau thiên thạch ấy, đúng không? Thì nó tạo cảm giác không gian hơn. Đấy, rõ này, xong rồi mờ này, đúng không? Cái này mình kích mờ mờ đi một tí này. Đấy, vẫn xử lý cho mặt nạ nha. Đấy, cho mở đi một tí. Đấy, thì tạo cảm giác không gian hơn. Thì đấy là mình hoàn thiện cái bài chiếc giày tan biến này. Đối với công cụ chính là công cụ bờ đất, mình nghĩ là phải thêm mấy cái đường to to vào đây hợp lý hơn. Các cái mảng to này đang bị thiếu này, mình cho các cái mảng to vào đây nào. B này, bờ rớt này, đây cái công cụ mình vừa dùng là 25 này. Xem dynamic meter to như thế này, 100%. Đúng không? Bây giờ này mình cảm giác thiếu cái mảng to ở đây, mình dùng cụ y ngắn để mình chọc lấy cái màu cam chính này, màu cam đây đi. Bây giờ là mình giữ shift, mình tạm thời mình che mặt nạ đi nhá. Đây các bạn giữ shift click vào đây là được. Xong mình dùng công cụ B này cho nó một số mảng to ở đây, tại vì mình thấy đây nó đang to quá mà mình đang thiếu này, nhìn nó chưa bí. Bây giờ mình căn chỉnh lại, quay tí màu rồi. Đấy, cho một số mảng to vào đây.
đấy, nhìn nó ổn hơn. Đấy. Bây giờ các bạn cho mình thông tin vào thôi, cho mình các thông tin liên quan đến cái này thôi. Ví dụ bạn nào làm một cái post về cái dòng giày thì cho thông tin liên quan vào đây, đánh trong chữ vào rất đối ít, chẳng hạn cái câu thương hiệu nổi tiếng của Nike vậy cũng được. Đấy, coi như là hôm nay mình và các bạn hoàn thiện bài này. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.